Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ. Nguyễn Hiếu và Yến Ngọc rất vui khi được đồng hành để chuyển đến quý vị những thông tin đang được nhiều người quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình sáng nay. Bắc Ninh di dời hơn 650 hộ dân đến nơi an toàn do nước sông dâng cao. Phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân mắc ung thư hiếm gặp. Camera 24 giờ lưu ý các tài xế cần cẩn trọng với tình trạng hút trộm xăng dầu, lấy trộm bình ắc quy. Mô hình nuôi cá trong ruộng ở Cần Thơ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp tỉnh này đạt cột mốc 9 triệu lượt khách du lịch. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Mở đầu là thông tin về tình hình ứng phó với mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc. Do nước sông Cầu và sông Đuống lên cao, nên tỉnh Bắc Ninh đã di dời hơn 650 hộ dân tại các khu vực dân cư ở ngoài bãi sông để bảo đảm an toàn. Theo đó, thành phố Bắc Ninh đã tổ chức di dời 400 hộ dân với 1.750 nhân khẩu. Huyện Tiên Du đã di dời 30 hộ dân với 107. Huyện Gia Bình di dời 105 hộ dân với 395 nhân khẩu. Ông di dời 120 hộ dân với 500 nhân khẩu. Công tác di dời được đảm bảo. Đến thành viên những người dân phải di dời để đảm bảo an toàn. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư, hỗ trợ sơ tán dân, di dời tài sản đến nơi an toàn. Tập trung hỗ trợ tối đa cho người dân, nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men. Các địa phương cần chủ động bố trí chỗ ở để sẵn sàng di chuyển thêm người dân khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ khiến đời sống của người dân tại nhiều địa phương gặp khó khăn, nhưng với truyền thống tương thân tương ái, người dân cả nước đã và đang chung tay đồng lòng hướng về vùng đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Và trong đó thì có nhiều chuyến xe của các đoàn thiện nguyện đang cùng hướng về miền Bắc, nơi có nhiều tỉnh thành đang bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Những ngày qua, hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái phải chống chọi với mưa lũ. Nhận được thông tin về tình hình khó khăn của đồng bào vùng, nhiều tổ chức từ thiện đồng hành gửi lương thực, nhu yếu phẩm đến với người dân ở địa phương đang bị ảnh hưởng mưa lũ. Tại huyện Bảo, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này, công tác tổ chức cứu hộ thiện nguyện đang được cộng đồng chung tay góp sức. Để câu lạc bộ cũng trên tinh thần là lá đùm lá rách, tương thân tương ái thì câu lạc bộ đã hỗ trợ vận chuyển những chuyến hàng đến cho bà con của huyện Bảo Yên. Thì cũng rất muốn là chia sẻ một chút cái tình cảm của bà con dưới miền đồng bằng nên cho bà con vùng khó khăn trên này. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, nếu thời tiết vẫn diễn biến phức tạp thì khả năng sẽ xảy ra các điểm sạt lở mới. Do đó, các đoàn thiện nguyện khi di chuyển cần nâng cao cảnh giác, cập nhật liên tục về diễn biến thời tiết và thông tin từ phía địa phương đảm bảo tối đa cho người dân. Trước những thông tin về những thiệt hại do bão lũ gây ra ở các tỉnh thành phía Bắc, thì nhiều người dân ở Quảng Ngãi đã có những nghĩa cử đầy nhân ái hướng về vùng thiên tai. Mỗi người góp một chút tấm lòng cho đồng bào vùng bão lũ và những nồi bánh tét nghĩa tình như lan tỏa thêm yêu thương. Những ngày này, đoàn viên thanh niên và người dân ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã cùng nhau quyên góp gói bánh tét để gửi tặng người dân các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Với cái nghĩa cử là tương trợ lẫn nhau thì cũng chung ai góp một phần công sức để gói bánh tét với là trở ra gọi là chút tấm lòng cho bà con đồng bào miền Bắc. Nồi bánh tét này được nấu dội để kịp chuyến xe ra vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Mỗi người dân Trà Bồng, người góp công, người góp của để có những nồi bánh tét nghĩa tình. Em là nằm trong cái nhóm cứu trợ của ngoài Bắc thì thấy tin như là bà con đang rất khẩn cấp. Em với mọi người cũng có hoạt động và cũng được rất là vui là bà con của Trà Bồng mình rất là nhiệt tình, họ hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Hơn 1.000 đoàn bánh tét được gói và hút chân không trước khi chuyển ra vùng bão lũ. Sau những nồi bánh tét này, người dân Quảng Ngãi sẽ có thêm những chuyến xe cứu trợ hướng ra miền Bắc để góp phần chia sẻ những mất mát khó khăn dân ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Thưa quý vị, cơn bão số 3 đi qua để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong nỗ lực phòng chống lũ lụt cũng như khắc phục thiệt hại sau bão,
nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp lớn ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã nỗ lực không để sản xuất bị đứt gãy. Dù mưa bão và ngập lụt làm ảnh hưởng đến nhà xưởng, máy móc thiết bị, nhưng thiệt hại tại một số doanh nghiệp không đáng, đặc biệt tại những tỉnh tập trung các khu công nghiệp lớn như Bắc Ninh và Bắc Giang đã duy trì vận hành an toàn hệ thống điện, giúp doanh nghiệp không bị gián đoạn sản xuất. Bảo vệ cũng quan đến nguyên vật liệu của công ty. Song chúng tôi đánh giá việc điều phối điện là rất quan trọng, đã giúp doanh nghiệp duy trì liên tục sản xuất không bị gián đoạn. Những thiệt hại do bão số 3 để lại là vô cùng lớn và còn kéo dài. Ngay lúc này, ngoài tập trung khắc phục hậu quả, những tỉnh thành chịu ảnh hưởng sau bão cũng cần có kế hoạch khôi phục kinh doanh để nhanh chóng quay trở lại nhịp sống bình thường. Cho đến thời điểm này, tỉnh cũng đang chỉ đạo quyết liệt và chúng tôi cũng đang xuống các cái địa bàn để hỗ trợ các doanh nghiệp. Qua nắm bắt tình hình thì trước, trong và sau cơn bão cho đến nay thì tất cả các doanh nghiệp lớn mà những cái doanh nghiệp chúng tôi được xác định là cũng đơn vị trọng điểm sản xuất của tỉnh thì không hề bị mất điện, mất nước và vẫn sản xuất bình thường. Các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp của tỉnh thì đã ổn định sản xuất và quay trở lại sản xuất bình thường. Các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang là nơi tập trung các khu công nghiệp lớn. Cùng với việc ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai thì các tỉnh này vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh để sớm ổn định kinh tế xã hội ở địa phương. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ bé trai tử vong tại khu vực chứa nước tưới cỏ của một sân bóng trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A. Trước đó, nhân viên của sân bóng đi kiểm tra thì phát hiện bé trai khoảng 12 tuổi tử vong tại khu vực chứa nước tưới cỏ. Theo người dân sống tại khu vực thì sân bóng đi vào hoạt động vài tháng nay. Nơi bé trai tử vong là khu vực rộng khoảng vài chục mét vuông, được bồi đất xung quanh và lót bạt nhựa để chứa nước phục vụ cho việc tưới cỏ sân bóng. Được biết, gia đình bé trai sống cách sân bóng không xa. Hiện cơ quan công an đang điều tra và làm rõ vụ việc. Xin được chuyển sang thông tin y tế đáng chú ý. Một bệnh nhân nam 26 tuổi vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u của ung thư tế bào sarcoma, một dạng ung thư vô cùng hiếm gặp, phá hủy toàn bộ xương hàm dưới, gây nguy hiểm đến tính mạng. Và đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện một ca đại phẫu đặc biệt này. Trải qua 4 lần phẫu thuật ở các cơ sở y tế trong vòng chưa đầy một năm, nhưng khối u vẫn nhanh chóng xâm lấn phá hủy toàn bộ vùng mặt dưới của bệnh nhân này, khiến anh không thể ăn uống, dẫn đến cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Trước khi tiến hành phẫu thuật, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội triển khai toàn để lại tình trạng bệnh, đưa ra phương án điều trị và quyết định triển khai ca đại phẫu để hồi sức thể trạng cho bệnh nhân. Toàn bộ khối cắt là nạo vét hạch cổ hai bên, xương hàm dưới, sàn miệng hai bên bằng bộ lưỡi. Các bác sĩ tiến hành tạo hình bằng phương pháp vi phẫu tái tạo xương hàm bằng vạt da xương mắt đùi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 15 giờ đồng hồ. Gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là bệnh nhân đã phẫu thuật, thậm chí cũng đã có lấy những cái vạt vi phẫu, đã lấy vạt vi phẫu nối ghép thì cái ảnh hưởng đến cái mạch. Thế tuy nhiên chúng tôi cũng đã hội chẩn và đánh giá, chuẩn bị những cái bước để cho đánh giá cái yếu tố thuận lợi và cái khó khăn. Ví dụ như là chuẩn bị trước đánh giá các mạch, các phần mạch nuôi của cái vùng cho và vùng nhận. U phát triển rất là nhanh, nó chèn đường thở và gây khó thở cho bệnh nhân. Đặc biệt là chúng tôi khi thực hiện cái đặt nội khí quản bằng hệ thống đèn thường, camera cũng không thể nhìn thấy được. Cho nên là chúng tôi phải dùng chuyên dụng đặc biệt, dùng bằng cái đèn soi fibroscope để làm soi được thanh quản và đưa được ống nội khí quản vào. Hiện bệnh nhân đã ống được ca phẫu thuật bù đã được loại bỏ toàn. Là một loại ung thư hiếm gặp nhưng nguy hiểm và phát triển rất nhanh. Ca phẫu thuật thành công đã mang lại hy vọng sống cho bệnh nhân. Tiếp tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Camera 24 giờ lưu ý các tài xế cần cẩn trọng với tình trạng hút trộm xăng dầu, lấy trộm bình ắc quy. Mô hình nuôi cá trong ruộng ở Cần Thơ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động dịp tỉnh này đạt cột mốc 9 triệu lượt khách du lịch. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Cơ quan chức năng huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ việc người chồng là Võ Văn Phụng, sinh năm 1983, đã dùng dao tự chế đâm vợ là chị TKB, sinh năm 1984, bị thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua xác minh ban đầu, do có mâu thuẫn về tình cảm, khi chị B bỏ nhà đi, Phụng khuyên giải không được nên đã bực tức lấy dao tự chế đâm chị B bị thương nặng. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê. Sau khi gây thương tích cho vợ, Phụng đã đến cơ quan công an đầu thú. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Yến Ly, sinh năm 1988, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, 16 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, Đỗ Thị Yến Ly không nghề nghiệp. Vào tháng 5 năm 2022, Ly đến Đà Nẵng và sử dụng dịch vụ xe Grab do anh VNK, 30 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, làm tài xế. Ly nói dối mình là nhân viên ngân hàng, cha mẹ đang sở hữu công ty kinh doanh dịch vụ xe khách. Sau đó, Ly và anh K nảy sinh tình cảm và tổ chức đám cưới. Ly đã thuê người đóng giả cha mẹ và họ hàng khi làm đám cưới. Muốn có tiền tiêu xài, Ly lên kế hoạch lừa lấy tiền của nhà chồng. Ly nói dối là mẹ chồng là được bố mẹ ruột cho hai ô tô khách để kinh doanh tuyến xe khách Gia Lai Đà Nẵng và đang cần tiền mua thêm một ô tô 16 chỗ trị giá 900 triệu đồng. Do tin tưởng con dâu nên mẹ chồng đã cho Ly mượn tiền. Sau đó Ly nói cần tiền để làm bãi đổ xe và cô chồng đã cho Ly mượn 240 triệu đồng. Khi không thấy Ly mua ô tô, gia đình chồng nghi ngờ bị lừa nên đã đến công an trình báo. Ngoài ra, Ly còn lừa của anh NJK, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 200 triệu đồng. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục Camera 24 giờ của truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, thời điểm ban đêm, nhiều tài xế chọn cách đậu xe ven đường thay vì gửi xe vào bãi giữ xe. Điều này đã vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện các hành vi trộm cắp. Những vụ việc hút trộm xăng dầu, tháo trộm bình ắc quy trên xe đang ngày càng gia tăng và trở thành nỗi lo ngại lớn đối với các tài xế. Những tình huống trộm cắp này đã được ghi lại qua camera an ninh. Mời quý vị cùng theo dõi. Ghi nhận tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đi xe máy đến khu vực có xe đầu kéo đậu bên ngoài, một người giữ vai trò cảnh giới, người còn lại lén lút hút dầu từ xe vào các can nhựa. Sau khi hoàn tất việc hút dầu, cả hai đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, lúc này rạng sáng, một nam thanh niên đã tiếp cận chiếc xe tải đậu trước nhà dân. Dù khu vực trước sân có đèn chiếu sáng và camera giám sát, nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi trộm cắp. Tên này đã phá nắp bình xăng và dùng vòi để hút trộm hàng chục lít xăng. Sự việc xảy ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào thời điểm chiếc xe tải đậu bên ngoài, một người đàn ông đã tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp. Kẻ gian đã hút trộm dầu từ xe tải, sau đó bỏ lên xe chở đi mất. Hành động này diễn ra bất chấp sự hiện diện của camera giám sát. Vụ trộm xảy ra tại tỉnh An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tại ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, những mô hình nuôi cá trong ruộng lúa đang được người dân nhân rộng vì mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vâng ạ, và do đặc thù là nơi đây là vùng đất trũng, cho nên khi mùa nước nổi về đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân nuôi cá theo mô hình này. Trong những ngày mưa nên ông Nguyễn Văn Quỳnh ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thường xuyên đi kiểm tra ao bờ, tu sửa lưới cho chắc chắn và theo dõi sự tăng trưởng của cá. Với 20 công ruộng, ông Quỳnh canh tác 2 vụ lúa, 1 cá. Vào tháng 7 âm lịch, ông thả 25 kg cá giống các loại gồm cá chép, cá mè. Mô hình này đã nâng cao thu nhập cho gia đình ông. Nên giảm cái vấn đề là làm diện tích vụ 3 lại.
chuyển sang qua là mô hình nuôi cá, trừ chi phí gọi đó là coi như lời cũng khoảng 20 mấy triệu. Thì so sánh với cái vấn đề làm lúa thì nó có an tâm hơn mà nó vững vàng hơn nữa. Lo cuộc sống gia đình thì nó cũng ổn định hơn. Không riêng ông Quỳnh mà từ nhiều năm nay có 95 hộ dân trên địa bàn ấp đã thay đổi tập quán canh tác, chuyển sang mô hình hai lúa một cá với tổng diện tích nuôi cá là 165 hectare. Theo người dân địa phương, đặc thù nơi đây là vùng đất trũng nên khoảng tháng 8 âm lịch nước đổ về tạo điều kiện thuận lợi để nuôi cá. Trong quá trình nuôi thì mình cũng đi vòng vòng thăm lưới, khi nào có gió gãy cây hay là tóc gì đó mình chỉ sửa lại thôi, nó cũng rất nhẹ nhàng. Nó chỉ ăn thức ăn tự nhiên ba cái lúa chét cho mình, không có cho ăn thêm những gì hết. Nuôi cá thì nó có một cái là nó cải tạo được đất. Cái độ phì nhiêu của đất nó so với cái những cái vùng mà trà vụ qua thì nó cái độ phù sa nhiều hơn. Nó giúp cho người nông dân nó giảm bớt cái chi phí đầu vào. Và nó về cái thu hoạch lúa thì nó cao hơn so với là những cái diện tích mà làm lúa vụ 3 vụ trên năm. Cái mô hình nuôi cá thì năm nay thì nó có lan tỏa ra đối với ấp Đông Thạnh thì cũng được 12 ha đối với 12 hộ. Nhiều nông dân ở địa phương cho biết năm nay cá phát triển tốt, dự kiến cuối tháng 9 đến tháng 10 âm lịch sẽ thu hoạch với giá cá thương phẩm ở mức khá, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Thưa quý vị, khi nói đến cà phê thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phương pháp rang xay truyền thống. Tuy nhiên, phương pháp này làm cho hạt cà phê tiếp xúc với nhiệt độ cao, khiến bay mùi và làm mất đi một số chất trong cà phê. Và mong muốn bảo toàn hương vị, nâng cao chất lượng cà phê, nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra phương pháp thủy nướng giữ nguyên bản vị gốc và hàm lượng dinh dưỡng cao có trong hạt cà phê. Nhóm sử dụng hạt cà phê Robusta ở tỉnh Đắk Lắk. Sau 6 tháng nghiên cứu, nhóm đã thu được kết quả như mong đợi. Sản phẩm cà phê thủy nướng của nhóm được đặt tên là After 1224. Thì đây là hạt Robusta xanh. Thì nhóm mình sẽ lấy từ 20 tới 25 gram theo tỷ lệ có thể là 1:10, 1:12 hoặc là 1:15. Đó. Thì sau thời gian thì nó sẽ ra được ly cà phê như thế này. Cà phê của chúng mình thì có lượng caffeine rất là tốt, rất là cao. Và như những dưỡng chất tốt. Với phương pháp thủy nướng, cà phê được để trong bình thủy nhiệt, đưa vào lò nướng với nhiệt độ từ 120 đến 220 độ C. Trong vòng 30 đến 120 phút sẽ thu được lượng cà phê nhất định. Phương pháp này cho quá trình truyền nhiệt đồng đều, hiệu suất trích ly cao, khả năng tạo bọt của cà phê cũng nhiều hơn. Khác với phương pháp truyền thống ở chỗ là chúng tôi dùng nước để mà chế biến cà phê ở nhiệt độ cao trong một không gian kín để tạo ra được một cái áp suất lớn, và sau cái quá trình đó thì chúng tôi thu được luôn là nước cà phê, dịch cà phê để mà uống trực tiếp. Hiện nay thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã ra được những ly cà phê rất thơm ngon, rất đặc biệt theo nhận xét của các chuyên gia về cà phê. Tuy nhiên, để mà sản xuất được cái quy trình nó lớn hơn thì chúng tôi cần phải có đầu tư để làm thiết bị. Hiện nay thì chúng tôi trong phòng thí nghiệm, chúng tôi với một cái thiết bị tự chế của mình thì chúng tôi chỉ làm được khoảng chừng mỗi một lần như vậy, một tiếng đồng hồ chỉ có thể được khoảng 250 cho đến 500ml cà phê, thì nó là quá ít so với thực tế để mà có thể kinh doanh cũng như để đưa triển khai vào trong thực tế. Hiện tại, nhóm đang tham dự cuộc thi Bách khoa Innovation 2024 và đã vào vòng chung kết, được một số công ty đề xuất hợp tác. Ngoài ra, nhóm cũng đã đăng ký phương pháp cà phê thủy nướng với Cục Sở hữu Trí tuệ. Tính từ đầu năm nay đến đầu tháng 9, thì tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 8,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 3 triệu lượt khách quốc tế. Và dự kiến Khánh Hòa sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú trong tháng 9 này. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đang lập kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng đạt mốc 9 triệu lượt khách du lịch đến Nha Trang Khánh Hòa trong năm 2024. Theo đó, thì lễ đón vị khách du lịch thứ 9 triệu sẽ được tổ chức tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh vào ngày 1 tháng 10 tới. Sau đó, tỉnh sẽ tổ chức chương trình công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách và phát động kích cầu du lịch chủ đề du lịch Nha Trang Khánh Hòa đến để yêu tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang. Trong đó, sự kiện công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách sẽ thực hiện theo hình thức sân khấu mở, tạo không khí thân thiện cho du khách. Nhân dịp này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ phát động chương trình kích cầu giảm giá khuyến mãi đồng loạt tại các doanh nghiệp lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trong 3 tháng cuối năm.
Ẩm thực Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao khi ghi danh trong danh sách 100 món khai vị ngon nhất thế giới do Taste Atlas bình chọn với món chảo tôm và chả giò. Món chảo tôm hay còn gọi là tôm bọc mía được vinh danh ở vị trí 27 trong danh sách. Món ăn này có nguồn gốc từ cố đô Quế và được nhiều người ưa chuộng. Taste Atlas mô tả, hỗn hợp tôm được nêm nếm thêm các loại gia vị như tỏi, đường, muối. Một số nơi còn trộn cùng với thịt heo xay, rồi đem hấp, nướng hoặc là rán. Khi thưởng thức, phần thịt tôm được gỡ khỏi khúc mía, ăn kèm với bánh hỏi, rau sống và nước chấm chua ngọt. Món khai vị thứ hai được vinh danh là chả giò, hay theo cách gọi của người miền Bắc là nem tráng. Đây là món ăn không xa lạ trong mâm cơm hàng ngày và mâm cỗ của người Việt. Để làm nên một đĩa chả giò ngon, cần phải có miếng, cà rốt, nấm, thịt heo, tôm. Những nguyên liệu này sẽ được băm nhỏ, trộn đều, sau đó cuốn bằng bánh tráng, bánh đa nem, rồi rán dàn lên. Mỗi cuốn chả giò sẽ trở nên đậm đà hương vị hơn khi ăn kèm với nước mắm hoặc tương ớt chua ngọt. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Gần Đây Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.